Bảng xếp hạng huy chương Việt Nam đầu ngày 25 tháng 9. Thể thao Việt Nam vượt qua Thái Lan về huy chương. Thưa quý vị, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASEAN 2023 đã khép lại với hai tấm huy chương đồng quý giá dành cho đoàn thể thao Việt Nam. Đầu tiên là ở bộ môn trao in khi bốn tay chèo là Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ đã về đích ở vị trí thứ 3 nội dung chung kết thuyền 4 hạng nặng một mái chèo. Tiếp đó, võ sĩ Trần Hồ Duy đã đánh bại đối thủ Mogit Wahid Khalil, Ả Rập Xê Út để vào bán kết nội dung quyền cá nhân nam môn Taekwondo. Dù thất bại trước võ sĩ Kang Kwan Jin của Hàn Quốc ở bán kết, nhưng Trần Hồ Duy vẫn giành được tấm huy chương đồng. Với hai tấm huy chương đồng trong ngày thi đấu ngày 24 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong khi đó, Indonesia xếp thứ 8 với một huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thái Lan và Philippines cùng xếp hạng 15 khi giành được một tấm huy chương đồng. Thế nhưng, bất ngờ lớn nhất thuộc về đoàn thể thao Brunei khi quốc gia này giành được một tấm huy chương bạc ở môn Wushu và tạm thời đứng ở vị trí thứ 13. Đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc hoàn toàn áp đảo khi giành tới 20 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 3 huy chương đồng chỉ trong ngày thi đấu đầu tiên.